có thể đặt mọi thứ trên mạng và nhận được hàng ngay ngày hôm sau. Tại Forever 21, bạn có thể mua được nhiều đồ tốt với giá rẻ, phù hợp cho mọi đối tượng, từ trẻ em đến phụ nữ lớn tuổi. Tại đây, bạn có thể chọn được các món đồ hợp thời trang với mức giá cực mềm. Vậy nên họ đóng cửa sẽ là một tin không vui cho những người tiêu dùng bình dân. Sau hơn 30 năm thành lập, Forever 21 đã xây dựng được 815 cửa hàng tại gần 60 quốc gia. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các thương hiệu thời trang nhanh cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của dịch vụ bán hàng online đã khiến cho doanh thu của Forever 21 giảm mạnh. Tôi nghĩ thị trường bây giờ đã bão hòa. Nếu như những năm 80 mới chỉ có một vài thương hiệu, thì giờ hàng loạt hãng thời trang lớn như Forever 21 ra đời trên khắp thế giới. Các tân binh đã biết tận dụng sức mạnh của cộng đồng số, thuê các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá và đưa sản phẩm đến tiếp cận người tiêu dùng một cách rộng rãi hơn. Theo kế hoạch, Forever 21 sẽ đóng cửa khoảng 1/3 số cửa hàng tại Mỹ và hầu hết các cửa hàng tại châu Á và châu Âu kể từ cuối tháng này. Hãng sẽ tái cấu trúc hoạt động để tập trung vào các bộ phận cốt lõi và có khả năng sinh lời cao. Với lợi thế sản xuất nhanh, chi phí thấp và mẫu mã đa dạng,